Cảm ơn nữ ca sĩ Thùy Vân đến từ Las Vegas. Và bây giờ mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho hai MC của Fashion Show tối ngày hôm nay, Hương Thơ và Lưu Việt Hùng. Hương Thơ, xin kính chào tất cả quý vị và cảm ơn sự hiện diện rất là đông đủ quý vị trong một ngày thật ý nghĩa và chúc quý vị một đêm thật tươi vui. Quý vị ơi, dạ em mới bay một chuyến bay rất dài để trở về đây và tai em hơi ù. Nếu như được em muốn nghe những tràng vỗ tay của quý vị lớn lớn tí xíu được không ạ? Lớn hơn được không ạ? Bởi vì sau đây là một cái phần đặc biệt lắm, một sự sáng tạo rất lớn của ban tổ chức thưa quý vị. Hùng tin chắc rằng phần diễn sau đây sẽ rất là mãn nhãn và sẽ mang lại cho quý vị thật nhiều những cung bậc, một niềm tự hào, rất tự hào. Chúng ta sẽ được đến một fashion show ở đó, có niềm tự hào dân tộc ở đó, thời trang Việt Nam sẽ được tôn vinh với những bộ phim rất tuyệt vời thưa quý vị. Cho nên rất xứng đáng được quý vị một tràng vỗ tay thật lớn nữa cho phần fashion show. Vâng, thưa quý vị, chương trình fashion show hôm nay là cơ hội để ban tổ chức tôn vinh ba bộ phim do ba đạo diễn gốc Việt thực hiện, lấy bối cảnh của ba thời kỳ khác nhau của lịch sử Việt Nam với phong cách thời trang cũng khác nhau từng giai đoạn đó. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến ba bộ phim, đó là Mùi Đu Đủ Xanh, The Scent of the Green Papaya, Người Vợ Cuối Cùng, The Last Wife, và phim Đóa Hoa Mong Manh, Fragile Flower. Và vâng, quý vị thân mến, bộ phim đầu tiên Mùi Đu Đủ Xanh lấy bối cảnh Sài Gòn trước chiến tranh Việt Nam vào những năm 1955. Câu chuyện xoay quanh một nhân vật tên là Mùi, một cô bé được bán làm người hầu cho một gia đình giàu có. Khi lớn lên, cô đem lòng yêu thầm chủ nhân của mình và khuyến là một nghệ sĩ dương cầm. Khi anh nhìn thấy Mùi sau một ngày làm việc đang đứng tắm và thay bộ đồ ngủ là chiếc áo yếm trắng đơn giản nhưng vô cùng quyến rũ, khuyến chợt nhận ra rằng tình yêu đã đến với hai người. Và bây giờ, người mẫu đầu tiên của chúng tôi, Desiree Trần, sẽ tái hiện cảnh tượng đó với chiếc áo yếm trắng tương tự, một thiết kế đơn giản, lưng hở. Áo yếm tạo ra sự thoải mái và linh hoạt trong cử động, rất phù hợp cho các công việc lao động chân tay mà phụ nữ Việt Nam thường đảm nhận. Nối tiếp là người mẫu Mỹ Kiều trong trang phục áo yếm, một trang phục quan trọng trong lịch sử thời trang phụ nữ Việt Nam. Xin quý vị những trang tay thật lớn dành cho các model của chúng tôi. Người mẫu Thanh Lan cũng mang đến một góc nhìn mới với chiếc áo yếm được biến tấu để trở thành một kéo dài kết nối văn hóa truyền thống và thời trang hiện đại. Nối tiếp, xin mời quý vị cùng đến với phần trình diễn của người mẫu Kim Phương. Kim Phương cũng cho chúng ta thấy qua thời gian, áo yếm là thứ trang phục không thể thiếu của người con gái xưa. Thật đẹp và quyến rũ phải không thưa quý vị? Người mẫu Thủy Tiên vẫn cho chúng ta thấy hình ảnh chiếc áo ngày xưa trên chiếc áo dài cách tân, được biến thể thành nhiều kiểu khác nhau nhưng vẫn phù hợp với cuộc sống năng động của phụ nữ ngày nay. Có vẻ như Thủy Tiên đang có fan club ở dưới phải không ạ? Fan Thủy Tiên đâu ạ? Vâng thưa quý vị, quay trở lại với cốt truyện của bộ phim Mùi Đu Đủ Xanh. Khuyến bắt đầu nhìn Mùi với vẻ đẹp rạng rỡ của cô trong một bộ áo dài gấm màu đỏ huyết, dù truyền thống và vòng cổ vàng. Đối chiếu phong cách của vị hôn thê của Khuyến trong chiếc áo dài xanh da trơn, cổ cao thanh lịch. Và trang phục hai nhân vật nữ chính trong phim Mùi Đu Đủ Xanh do người mẫu Thanh Thảo trong bộ áo dài đỏ của Mùi và người mẫu Hồng Vân trong bộ áo dài xanh của vị hôn thê của Khuyến. Đây là những chiếc áo dài ôm sát người, vẫn tôn lên vẻ đẹp nữ tính mà vẫn giữ được nét kín đáo, một nét đẹp quý phái trong văn hóa Việt Nam. Và một lần nữa xin mời quý vị cùng nhìn ngắm lại hai người mẫu của chúng tôi, Thanh Thảo và Hồng Vân.
Và vâng, quý vị thân mến, tiếp theo chúng tôi muốn được tôn vinh bộ phim mới Người Vợ Cuối Cùng của đạo diễn Victor Vũ. Bộ phim được chiếu vào năm 2023. Bộ phim nói lên thân phận tủi nhục của người vợ lẽ xuất thân thấp kém, là sự tương phản giàu nghèo của thời phong kiến, cách mà giới giàu có lạm dụng quyền lực để đối xử với những người nghèo khổ, thậm chí tệ hơn cả súc vật, với thân phận bi thảm của người phụ nữ chính trong phim. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn ngắm lại những trang phục thời phong kiến của miền Bắc thế kỷ thứ 19, với áo thụng và nón quai thao qua ba người mẫu: Thụy Diễm, khen ai làm nón quai thao để cho người đội cô nào cũng xinh. Kế đến người mẫu Kimberly, khăn nhỏ đuôi gà cao, em đeo dài yếm đào, quần lính áo the mới, tay cầm nón quai thao. Và tiếp đến, thưa quý vị, là phần trình diễn của người mẫu Thủy Trang, thẹn thùng chiếc nón quai thao, mặt thuyền sóng vỗ, tình vào hồn thơ. Chiếc nón thúng quai thao đi kèm với áo tứ thân hay là áo thụng là di sản văn hóa, y phục quan họ Kinh Bắc, món trang sức làm nên nét duyên của người quan họ. Và thưa quý vị, trong thời kỳ này thì nam giới cũng mặc áo dài rất hợp với khăn đóng trên đầu, tượng trưng cho địa vị cao hơn trong xã hội so với nông dân, phân biệt giới thượng lưu với giới lao động. Hai người mẫu Phương Linh và Nghị Luận sẽ tái hiện hình ảnh của quan tri huyện và bà vợ cả với áo thụng và nón quai thao. Ai là fan của quan tri huyện đâu ạ? À? Vỗ tay được không ạ? À? Ai là fan của bà vợ cả? Dạ, xin vỗ tay thật lớn được không ạ? À? Quan tri huyện này cũng có cấp bằng bác sĩ đó thưa quý vị. Và thưa quý vị, hai người mẫu kế tiếp là Thụy Trinh và Sĩ Khôi, là biểu tượng cho bà vợ hai và thầy đề, là người quản gia của ông Phú Hộ trong phim. Quý vị có vẻ thương bà vợ hai hơn bà vợ cả phải không ạ? Vỗ tay lớn quá. Chúng ta vừa thấy những trang phục thời phong kiến trong phim Người Vợ Cuối Cùng, The Last Wife. Đây là những hình ảnh đã đi vào tiềm thức về vẻ đẹp truyền thống của Bắc Bộ Việt Nam chúng ta, thưa quý vị. Xin một tràng vỗ tay nữa được không quý vị ơi? Và vâng, quý vị thân mến, sau đây sẽ là một phần vô cùng đặc biệt. Ngay thời khắc này, chúng tôi xin được giới thiệu thưa quý vị bộ phim thứ 3, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh của đạo diễn Mai Thu Huyền. Một tác phẩm được sản xuất năm 2024, kể về câu chuyện bi thảm của một nữ ca sĩ xinh đẹp trong cộng đồng người Việt tại quận Cam, Hoa Kỳ, khi sự nghiệp ca hát của cô đang ở đỉnh cao và đầy hứa hẹn, tương lai ấy lại bị cắt ngắn bởi căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. Bộ phim lấy bối cảnh những năm sau khi Việt Nam sụp đổ trong thời kỳ làn sóng người Việt tị nạn ồ ạt chạy trốn khỏi chế độ cộng sản và định cư tại California. Bộ phim cũng tái hiện cuộc sống của người dân tại quận Cam thời hiện đại. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại một đoạn phim trailer về Đóa Hoa Mong Manh. Chưa đủ hay sao? Đừng quay về phía đây.
tôi nhắc ông đập tuổi, ông đừng biến thành thảo nàng thơ của tôi trở thành xấu xí một tấm thử như vậy. Anh có thể yên tâm vì nàng thơ của anh đã tìm được người đàn ông có thể lo cho cô những việc mà chúng mọi quyết định của em toàn đúng, cái đó mới là vấn đề đó. Đừng có bao nhiêu nghe, chúng ta đều kể cả em sẽ không cho ai cướp đi tất cả những gì thuộc về em. Đừng bao giờ để con tim mình bị tổn thương. A Fragile Flower đó hoa mong manh thưa quý vị. Và hôm nay chúng tôi rất hân hạnh và vinh dự có sự tham gia của phái đoàn làm phim của bộ phim đó hoa mong manh. Một tràng pháo tay để đón chào ca sĩ, người mẫu, diễn viên, kim nhà viết kịch bản bộ phim đó hoa mong manh, Nhật Hạ. Anh là fan của chị Nhật Hạ, vỗ tay thật lớn được không ạ? Wow, chị là người đã viết kịch bản cho bộ phim này luôn thưa quý vị. Quá tuyệt vời. Và bây giờ cùng chào đón ca sĩ, diễn viên, doanh nhân Chí Di Phương Trinh. Và sau đây xin mời quý vị nhìn ngắm người diễn viên vừa cũng là doanh nhân rất là thành đạt của iTangle, Chí Di Phương Trinh. Kế đến chúng tôi xin một tràng pháo tay đón chào diễn viên kim người mẫu Lê Nghĩa đã xuất hiện trong bộ phim đó hoa mong manh. Vâng thưa quý vị, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh là bộ phim do người Việt Nam làm 100% những cảnh quay và sản xuất tại Hoa Kỳ thưa quý vị. Wow, hãy cùng nhìn ngắm lại một lần nữa sự diễn xuất tuyệt vời của diễn viên Nhật Hạ. Và bộ phim đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế và mới đây ở San Francisco, phái đoàn làm phim cũng đã đến San Francisco để nhận một giải thưởng gần đây. Và bây giờ xin mời quý vị cùng chào đón dược sĩ, diễn viên kiêm nhà sản xuất của bộ phim Jacqueline Thu Thảo Nguyễn. Áo dài của Thu Thảo thực ra đẹp không ạ? Và thưa quý vị, đặc biệt hơn cả đêm nay, rất bất ngờ có sự hiện diện của diễn viên, nhà sản xuất phim kim đạo diễn của bộ phim Đóa Hoa Mong Manh đã bay từ Việt Nam để tham dự chương trình của chúng ta, đạo diễn Mai Thu Huyền. Quý vị có thể cấn chặt vỗ tay lớn hơn và dài hơn được không thưa quý vị? Mai Thu Huyền không chỉ là đạo diễn mà còn kiêm nhiệm luôn cả một vai diễn trong bộ phim luôn. Một vai diễn rất là sắc sảo, một người phụ nữ đầy quyền lực và đầy những toan tính thưa quý vị. Và cùng nhìn ngắm lại ekip của bộ phim Đóa Hoa Mong Manh một lần nữa với những tràng vỗ tay thật lớn để tôn vinh cho bộ phim Đóa Hoa Mong Manh. Và đến đây Ưng Thơ xin mời đạo diễn Mai Thu Huyền có thể đại diện cho đoàn làm phim Đóa Hoa Mong Manh có vài lời chào ngỏ đến quý vị quan khách. Trước khi chị Mai Thu Huyền chia sẻ thì Hùng muốn quý vị một lần nữa tôn vinh bộ phim Đóa Hoa Mong Manh, bởi vì đây là một bộ phim Việt Nam lần đầu tiên sở hữu 16 giải thưởng quốc tế ở xuyên suốt 4 đoàn làm phim lớn nhất của châu lục thưa quý vị. Một tràng vỗ tay cho bộ phim Đóa Hoa Mong Manh với 16 giải thưởng rất quan trọng. Chị Huyền, mời chị. Vâng ạ, Mai Thu Huyền xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán giả đang có mặt ngày hôm nay.
Và Mai Thu Huyền cũng xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến chị Ái Mỹ cũng như là ban tổ chức của chương trình đã tạo cơ hội để cho giới thiệu, để quảng bá những cái bộ phim Việt Nam, những tà áo dài Việt Nam, để quảng bá cho văn hóa Việt Nam ở trên đất Mỹ, và đặc biệt có sự ưu ái cho đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh khi ngày hôm nay dàn diễn viên cũng như là ekip sản xuất của chúng tôi có mặt tại đây. Sở dĩ thì Mai Thu Huyền có Huyền là từ Việt Nam qua và đang có mặt ở Mỹ là bởi vì vừa rồi thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều tin vui. Huyền cũng như là chị Nhật Hạ, chị Jacqueline và các thành viên trong đoàn làm phim vừa mới trở về từ San Francisco để nhận hai giải thưởng, đó là giải thưởng cho Best Romantic Feature Film, tức là bộ phim tình cảm lãng mạn hay nhất, và giải Best Screenwriter Writing cho chị Nhật Hạ là kịch bản hay nhất. Và hiện nay cho đến thời điểm này, giống như là MC Lưu Việt Hùng đã chia sẻ, thì chúng tôi đã có 16, tổng cộng 16 giải thưởng trong các liên hoan phim quốc tế ở tại Mỹ, tại Pháp, tại Đức và tại Ấn Độ. Và ngày hôm qua thôi thì ekip đoàn làm phim cũng vừa mới công chiếu bộ phim trong liên hoan phim thế giới châu Á Asian World Film Festival ở Los Angeles. Và hành trình tiếp theo của chúng tôi sau khi quảng bá bộ phim, đã chiếu bộ phim ở tại Mỹ vào tháng 3 và phát hành tiếp tục ở tại Việt Nam vào tháng 4, thì tháng 6 đã chiếu ở Pháp, tháng 10 vừa qua thì đã chiếu ở Anh Quốc, đã nhận được rất là nhiều những cái tình cảm yêu mến của quý vị khán giả. Và chỉ đến cuối tuần này thôi thì Mai Thu Huyền và chị Jacqueline Thu Thảo sẽ tiếp tục hành trình đi đến Ấn Độ để chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia một liên hoan phim quốc tế ở Ấn Độ, một liên hoan phim lần thứ 55, là liên hoan phim lâu đời nhất và uy tín nhất của Ấn Độ, bởi vì chúng tôi có một cái kế hoạch là sẽ phát hành bộ phim này ở tại thị trường Ấn Độ, sẽ có hai buổi premiere ở tại Goa và tại Mumbai trước khi phát hành chính thức ở trên 70 cụm rạp ở tại Ấn Độ. Và đặc biệt khi mà đến với Ấn Độ thì có một cái điều rất là đặc biệt, đó là bộ phim này sẽ được lồng tiếng Anh và lồng tiếng Hindi để cho những người Ấn Độ bản xứ có thể xem. Nếu như mà ở Mỹ, ở Việt Nam hay là ở những cái quốc gia Pháp hay Anh thì bộ phim đã được chủ yếu cộng đồng người Việt xem, nhưng lần đầu tiên khi đến Ấn Độ thì hoàn toàn là người Ấn Độ, nên là rất là mong quý vị sẽ dành một tràng pháo tay chúc mừng cho một bộ phim Việt Nam có thể vươn xa, có thể giới thiệu đến nhiều những quốc gia trên thế giới để chúng ta có thể quảng bá đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và đặc biệt là âm nhạc Việt Nam ở trong bộ phim này, khi chúng tôi có đến tổng cộng 15 ca khúc do ca sĩ Nhật Hạ trình bày. Không biết là ở trong khán phòng này những anh chị nào đã xem bộ phim này rồi ạ? Mọi người có thể giơ những cánh tay lên để Mai Thu Huyền và ekip biết là có những ai đã xem phim không ạ? Vâng ạ. Và có rất nhiều cánh tay nhưng mà cũng còn nhiều cánh tay chưa giơ, tức là chưa xem. Vậy thì Mai Thu Huyền muốn hỏi là quý vị ở tại Mỹ có mong muốn xem bộ phim Việt Nam lần đầu tiên quay 100% tại Mỹ về chính quý vị, về chính cuộc sống của những người Việt ở tại Mỹ không ạ? Nếu có thì đoàn làm phim sẽ cố gắng để có thể công chiếu bộ phim lần nữa ở tại Orange County phục vụ quý vị khán giả. Mọi người có đồng ý không ạ? Vâng ạ, Huyền muốn nhìn những cái cánh tay mà đồng ý để cho chúng tôi có động lực là có tiếp tục để chiếu phim nữa không ạ? Nếu mà chiếu phim thì quý vị có đi ủng hộ không ạ? Everybody put your hand up! Đó, rất nhiều cánh tay các chị ạ. Bây giờ đấy là chị Hạ và chị Jacqueline sẽ làm sao mà để trong thời gian tới có thể chiếu bộ phim này, và chắc là mời chị Hạ chia sẻ một chút ạ. Hạ xin cảm ơn tất cả sự ủng hộ của tất cả quý vị cho cuốn phim đầu tiên chúng ta làm, thực hiện tại Mỹ và nhận được nhiều thành quả cũng như nhiều tiếng vang trên tất cả thế giới. Phải nói rằng bộ phim 16 giải trên rất nhiều quốc gia khác nhau ở những liên hoan phim quốc tế. Và bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng để thuê rạp và chiếu lại cuốn phim Đóa Hoa Mong Manh cho những quý vị nào chưa xem. Nếu quý vị nào muốn xem, có thể là cái thời gian của chúng ta nó sẽ là cuối tháng 11, khoảng ngày 30 tháng 11 chúng ta đang điều đình với rạp. Thì xin quý vị hãy liên lạc với những người ở trong đoàn phim
quý vị có thể liên lạc với Tracy Phương Trinh, Thu Thảo, anh Nghĩa, hoặc là chị Ái Mỹ, hoặc là Hạ. Và nếu chúng ta không biết những số phone đó thì chúng ta có thể liên lạc ở trên Facebook để chúng tôi có thể có một cái số lượng người đông đảo và chúng ta cùng coi phim với nhau cho thật là hạnh phúc, thật là vui. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Một tràng vỗ tay thật lớn cho ekip của bộ phim Đó Hoa Mong Manh, quý vị ơi. Và quý vị đã nhìn lại phía sau, chúng ta có một cái backdrop rất là đẹp của bộ phim Đó Hoa Mong Manh. Lát nữa sau phần fashion show thì chúng tôi xin mời quý vị có thể ra để chụp hình với ekip làm phim Đó Hoa Mong Manh quý vị nhé. Ngay đằng sau kia đã có một cái backdrop thật đẹp của bộ phim Đó Hoa Mong Manh rồi. Và sau khi phần fashion show Đó Hoa Mong Manh kết thúc, xin mời quý vị có thể chụp hình với những tài tử giai nhân của chúng tôi trong phần fashion show. Và sau đây sẽ là một phần fashion show đặc biệt liên quan tới bộ phim Đó Hoa Mong Manh, thưa quý vị. Và kế tiếp sau đây, chúng tôi muốn vinh danh bộ phim Đó Hoa Mong Manh bằng cách giới thiệu những chiếc áo dài lấy cảm hứng và phỏng theo ý tưởng những trang phục của bộ phim, khắc họa đời sống thường ngày của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, như là từ tiệc tùng, đi mua sắm, du ngoạn trên du thuyền, cũng như là các buổi hòa nhạc lớn và biểu diễn trên sân khấu. Những thiết kế này cho thấy cái vẻ đẹp thanh lịch của chiếc áo dài ngày nay. Và xin quý vị hãy tưởng tượng là những nhân vật trong phim sẽ được những người mẫu của chúng tôi thay thế bằng những chiếc áo dài Việt Nam như trong buổi trình diễn đêm nay. Để phản ánh điều này, chúng tôi sẽ giới thiệu những biến thể hiện đại của áo dài truyền thống với các thiết kế phù hợp cho nhiều sự kiện xã hội khác nhau. Những chiếc áo cách tân nhấn mạnh mang tính đa dụng và vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian của áo dài trong thế giới ngày nay. Và để mở đầu, người mẫu Katie Kim Thoa trong chiếc áo dài màu beige, vải ren có đính sequin, hai tay áo dài rất là tha thướt với cổ áo cách tân rất là Tây phương, sẽ nổi bật trên sân khấu trình diễn. Các ca sĩ có thể đặt một chiếc áo dài như thế này để bước lên sân khấu sẽ làm người bản xứ trầm trồ khen ngợi. Và người mẫu kế tiếp là Christina Thủy Tiên, một chiếc áo dài nhìn xuyên thấu thân hình vô cùng gợi cảm, được may bằng vải chiffon màu da người đính đá pha lê với quần bó sát, sẽ trở thành một điểm nhấn thật nổi bật trong những chuyến đi du lịch bằng tàu. Nối tiếp, xin mời quý vị cùng đến với phần trình diễn của Emily trong một chiếc áo dài nền đen với những đóa hoa đỏ thắm, hai vai phồng và tay áo bằng vải nhung vô cùng trang nhã, bắt mắt để chụp hình bìa báo và thời trang, thưa quý vị. Những tràng vỗ tay của quý vị đâu rồi ạ? Quý vị vỗ tay lớn lên được không ạ? Và nối tiếp là phần trình diễn của Tuyết Nga trong một chiếc áo dài dạo hội màu đen bằng sequin với phần ngực trên và tay áo bằng vải lưới viền ren, tôn vinh vẻ đẹp hiện đại của chiếc áo dài sang đẹp và không kém phần gợi cảm được trình diễn trên sân khấu. Rất là sang cả. Và kế đến, hai người mẫu Thanh Lan và Mỹ Kiều trong hai kiểu áo dài hở một bên vai bằng lụa mỏng có họa tiết lập thể đủ sắc màu, vô cùng trẻ trung, vô cùng yểu điệu và vô cùng thướt tha, rất thích hợp để diện đi shopping mua sắm. Nhất là mùa hè, thưa quý vị, mặc áo này thì rất là mát mẻ. Kế đến, người mẫu Thủy Tiên trong chiếc áo dài vàng nghệ hai lớp hở một bên vai, trông thật gợi cảm, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn khi cô đứng trình diễn trên sân khấu. Hình như có fan lớn của cô đây, big fan của Thủy Tiên. Fan của Thủy Tiên đâu rồi ạ? Wow, giống thi hoa hậu quá, cô này hoa hậu chắc rồi, dạ. Và kế tiếp xin mời quý vị cùng đến với phần trình diễn của người mẫu Thụy Diễm
với chiếc áo dài lụa đỏ hở vai, có nơ to một bên, tha thướt với khăn tròn dài một bên vai, là sự giao thoa tinh tế giữa nét đẹp truyền thống và phong cách hiện đại sẽ làm nổi bật trên bảng Billboard khiến bao người phải ngừng lại để ngắm nhìn. Kế đến, mời quý vị nhìn ngắm người mẫu Phương Linh với chiếc áo dài trắng sang trọng, tay lừng với kiểu ốp cổ áo rất là lạ, phải không thưa quý vị? Cườm tay thì đính cườm, tôn lên cái nét đẹp dịu dàng, nữ tính, thanh lịch, thướt tha, rất lý tưởng cho một người ca sĩ chọn mặc để trình diễn trong các buổi tiệc tư nhân. Và bây giờ, thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn dành cho Betty! Một sự lựa chọn độc đáo cho những chiếc áo dài tiệc cưới với nền vải ren đính kết hạt cườm và đá pha lê màu đỏ vô cùng lộng lẫy trên áo và khăn đóng, làm tăng nét đẹp quý phái và sang trọng, là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các cô dâu trong ngày cưới. Một tràng pháo tay cho Betty! À, xin mời tất cả các người mẫu ra sân khấu một lần nữa. Hãy cùng nhìn ngắm lại những mỹ nhân của chúng tôi trong buổi tối hôm nay với những bộ trang phục cách tân từ áo dài và áo yếm, thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn. Mời Thanh Lan và Mỹ Kiều. Mời Hồng Vân và Thùy Trang. Hồng Vân và Thùy Trang. Tối nay tôn vinh ba bộ phim của ba đạo diễn gốc Việt. Đây là một sự đóng góp rất là lớn và công phu, tỉ mỉ, rất nhiều công sức của chị Ái Mỹ. Xin một tràng pháo tay cho tán thưởng cho phần đóng góp và công sức của chị Ái Mỹ để thực hiện một chương trình fashion show thật ý nghĩa để tôn vinh những chiếc áo dài có nhiều thời kỳ và các bộ phim Việt Nam của chúng ta, để nhìn thấy những nét đẹp truyền thống nối kết đến hiện đại vẫn giữ nét tinh túy của thời trang Việt Nam qua chiếc áo dài
muôn đời tuyệt đẹp của người Việt Nam chúng ta. Chị Ái Mỹ đứng ngay chính giữa để chụp một tấm hình thật là đẹp. Một tràng pháo tay cho chị Ái Mỹ, là người đã bỏ công để thực hiện chương trình fashion show mà chúng tôi đã tập dượt rất là nhiều và rất khó khăn và công phu thưa quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn để trao tặng cho người đã thực hiện một ý tưởng rất là độc đáo. Vâng thưa quý vị, cảm ơn chị Ái Mỹ và tất cả những người mẫu xinh đẹp của chúng ta đêm nay. Xin mời tất cả an toàn. Và mời ban nhạc trở lại sân khấu ạ.